Xin chào anh em ạ. Mình giới thiệu với anh em là cái này là cái Gobin EC17 nè anh em. Mình cũng mới vừa lấy về hồi sáng. Nãy giờ mình mới chùi rửa xong anh em. Đây mới chùi rửa xong. Lấy về vệ sinh để chùi rửa. Đây quay cho anh em tham khảo ha. Cũng có mấy ông anh ông kêu mình kiếm không gà nữa. Đây. Đó vậy là về chùi rửa vậy đó, anh em tháo ra chùi rửa vậy đó, chùi dầu rồi vậy thôi, rồi chứ không có gì hết. Cái này là EC17 Gobin anh em, cái này là có giá bán 2,5 triệu nha anh em ơi. Anh em nào cần thì alo cho mình ha, mình cũng còn mấy con anh em. Mình mới vừa về thử có 2 con à. Con này thì có ông anh bạn chốt rồi anh em, nhưng mà mình còn cũng y chang vậy đây, mà mẹ cũng y chang vậy đó. Anh em tham khảo ha, cái hình thức cũng vậy đây. Rồi đem test thử cho anh em tham khảo cái ha. Nhiệt không?